Hello anh chị em, cô dì chú thím đã quay trở lại với cái kênh của tôi. Mấy hôm nay cái con quái vật đầu bí ngô nó lộng hành quá trời rồi. Mà tôi nghe đâu hả con này sẽ có người yêu. Qua đâu? À lộn, sẽ gớt ra đồ ngon lành canh đu đủ. Cho nên là hôm nay tôi kéo nguyên một cái binh đoàn báo để bá vô mà nút nó. Trước tiên thì tem tôi sẽ hạ mấy con zombie nhỏ để lấy súng trước. Chứ cầm tay không mà lại đấm tay đôi với nó là nó tán cho một cái bay qua thế giới bên kia luôn. Rồi đó, đồ đạc chuẩn bị sẵn sàng rồi đó. Bây giờ mình chạy qua bên đó, mình đứng mình chờ sẵn. Đây rồi, nó chuẩn bị lú lên rồi. Nhìn mày cũng có vẻ ghê gớm đó. Nhưng mà những người anh em của tôi đã bày binh bố trận sẵn rồi. 6.5 hours later. Sau 7-7-49 ngày thì cuối cùng nó cũng chịu gớt đồ ra rồi. Trời đất ơi, cái gì mà đỏ đỏ vàng vàng không vậy? Cái kiểu này là con bí ngô này nó nuốt mấy thằng cậy két nè. Mà hên nó chưa nuốt tôi. Trước mặt mình có một bạn trẻ định giành cái vùng này. Mày muốn vô đây lút đồ thì bỏ đôi dép lao lại. Mèn đất ơi, đồng đội tôi nó hạ luôn rồi. Có một kêu cũng không nhường nữa, bởi ta nói đồng đội gì tệ quái. Đây rồi, đối tượng tiếp theo đây rồi. Hình như là đồng đội tôi không phát hiện ra giao tranh dưới đây. Yeah boy. Như vậy là mấy đứa này tới công chuyện với tôi rồi. Nó bắn nhau mà nó đâu có ngờ là ông chùm phóng lựu đang tới. Nhưng mà tôi sẽ hạ nó bằng Goja. Hello my friend. Còn đứa nữa chạy lại cứu hả? Đáng ra là tôi cho nó cứu rồi đó. Nhưng mà phát cơm chó trước mặt tôi ghét tôi hạ luôn. Hai đứa bay dẫn nhau qua trận mới chơi luôn đi nha. Có một bạn đang bị zombie dí. Nhưng mà ở đây không phải cù lao sát sống cho nên là zombie chạy nhanh lắm nha. Mình sẽ giúp bạn này thoát khỏi cái bầy zombie bằng cách là mình hạ nó. Chàng ơi, người tốt như tôi không có nhiều đâu nha. À đậu xanh, sao mấy fan chơi game mà cá ớt hoài vậy? Người ta nói là mình về mình có nhớ ta 15 năm mấy thiết tha mặn nồng. Mà không biết anh em có nhớ không? Năm trước cũng có một thằng KS y chang vậy đó. Bữa nay ngày giỗ nó nè. Như anh em thấy đó, tôi có bao giờ tôi KS đâu. Cái này là tình thế bắt buộc thôi. Tôi mà không hạ nó, lỡ nó gạt người anh em rồi sao? Cho nên tôi phải hạ nó để tôi chạy lên tôi cứu người anh em đó. Chàng ơi, thấy tôi tốt chưa? Cái này người ta gọi là KS có lý do rõ ràng. Cho nên là những người anh em bỏ qua cho tôi được đúng không? Ai mà chả có sai lầm. Chúng ta nên tạo điều kiện cho những người sai lầm có cơ hội sửa sai. Cho nên là cho tôi KS một kim nữa đi rồi tôi sửa sai. Ủa con zombie hả? Vậy mà tôi tưởng nó công con zombie người chứ. Làm hại chạy mệt thấy bà cố luôn hà. Đây rồi, zombie người đây rồi. Anh em đừng manh động. Hãy đứng im tại chỗ để tôi động cho. Rồi chơi bời cái quần đùi gì nữa. Địch nó ra là KS, địch nó ra là KS. Bởi ta nói đồng đội gì không biết thương yêu lẫn nhau gì hết trơn hà. Người ta có câu là lá lành đùm lá rách đùm lá nát. Còn lá nát thì nhường tôi ăn kiêu. Mà hồi nãy tới giờ tôi thấy anh em chơi game mà hơn thua quá hà. Đây rồi, chúng ta sẽ hướng lên cái con bí ngô thứ hai. Tôi lên đây với mục đích hạ con bí ngô là phụ thôi. Mục đích chính là để KS kêu của đồng đội. Vậy mà mở cái mỏ ra bảo đồng đội tệ quải, đồng đội KS kêu. Thì rõ ràng tôi nói đồng đội tệ chứ tôi có nói tôi đâu. Bây giờ mình sẽ lên đây mình giả bộ bắn cái con bí ngô này. Chắc chắn là 5 phút sau thôi mấy chục thằng nó kéo lại. Lúc đó thì mình chỉ cần móc cây phóng lựu ra cho mỗi thằng một viên. Tôi mới thấy con bí ngô nó phun lên cái nóc nhà bên kia. Như vậy 99% là bên kia có người. Rồi rồi, mày sống rồi. Bây giờ mình giả bộ không biết gì hết trơn á. Không có nhận ra sự hiện diện của nó. Để nó nghĩ rằng là mình không thấy nó. À đậu xanh, sao tự nhiên bắn vô nhà vậy? Chàng ơi, cái chỗ tôi đứng có dùng nổ luôn. Nhưng mà người tốt như tôi sao mà bị dùng nổ nổ được. Bây giờ mình sẽ lẻn lẻn qua mình hạ cái thằng trong nhà trước. Chỉ có mấy đứa sợ dùng nổ mới chui vô trong nhà thôi. Nhưng mà tôi bắn phóng lựu vô cũng nổ hà. Trời ơi, nghiệp quật không chừa một ai. Nhưng không sao, đồng đội tôi sẽ vô cứu tôi. Ủa, tôi nhớ tôi ăn ở hiền lành lắm mà ta. Sao nghiệp nó quật hai lần dữ vậy? Thôi không sao, dù gì mình cũng đã được đưa trở lại trận đấu. Bây giờ mình sẽ quay ngược lại trên đây. Mình hạ hết tụi trên đây, mặc dù không đứa nào hạ mình. Đây rồi, tụi bay bắn nhau đúng không? Mèn đứa ơi, bắn nhau làm cái gì tôi hỗ trợ cho. Tao bắn phóng lựu vô cho hai đứa bay nằm chèm bẹp luôn nè. Đừng giao tranh khi con bò hồng xuất hiện. Đâu rồi, nó đâu mất tiêu rồi. Đây rồi, thấy rồi nhen. À đậu xanh, sao nó dịch chuyển như siêu nhân vậy? Ủa, như vậy là nó lát hay mình lát ta? Tao không tin là mày có thể né được thêm một viên đạn phóng lựu của tao nữa. Mày tới công chuyện mày rồi. Sao mà đỡ được? Đồng đội tôi ơi, tôi lỡ đi một nước đi nó hơi sai lầm. Có bạn nào rảnh rảnh ra giật cái đầu tôi dậy giùm được không? Trời đất ơi, cảm ơn nhiều nha. Bởi ta nói đồng đội như vậy mới tốt nè. Chứ canh đồng đội bắn xong rồi KS kêu không thì cái đó là đồng đội tệ quái nha. Ủa sao giống tôi tự giả với ta?
Thôi coi như đó là những lời sám hối đi hen. Rồi rồi, tôi sống vậy rồi. Bây giờ bạn trẻ nào lú ra tôi bắn cho nằm chèm bẹp liền. Để mình lút mớ đồ cho đủ phụ kiện, cuối bo mình còn cân tem nữa. Mèn đất ơi, tem này không có tôi không biết làm ăn được cái gì không nữa. Bởi vậy nhiều lúc mình bờ gồ cũng khổ dữ lắm. Tôi thấy có động tĩnh gì bên đây nè. Hình như là đồng đội tôi đã phát hiện địch. Như vậy thì mình ngại gì mà không chạy qua KS. À lộn, chạy qua hỗ trợ đồng đội. Anh em dạt ra. Để tôi. Hình như là nó bị bắn nằm chèm bẹp rồi. Trời ơi, ta nói đồng đội gì tệ quái, không để tôi KS vậy chứ hả? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Đây nè, ở dưới đây còn người. Ê nha, cái này tôi thấy trước nha. Đừng có đứa nào chạy lên KS à. KS một cái là tôi cầm dép lào tôi phang vô mỏ liền đó. À đậu xanh, thằng kia chạy lên làm gì vậy? Muốn KS kêu hả? Đâu có dễ. Chạy lên định KS kêu của tôi đúng không? Nhưng mà với một người có trình độ KS kêu 20 năm như tôi thì làm sao mà KS được? Bên đây có một cái ga đa. Như vậy thì nếu mình chạy qua đây chắc chắn sẽ gặp ngừ. À đây rồi, nó đang ngồi lút đồ nè. Mèn đất ơi, ngồi lút đồ làm gì không biết nữa. Đưa đồ đây tôi xài giùm cho. Tao cầm cái phóng lựu 39 viên đạn đó mà nhắm mày chơi lại tao không? Trời đất ơi, núp sau cái cây hả? À đậu xanh, thằng nào KS rồi? Hết đồng đội rồi, tới đồng địch. Thôi coi lấy được cái gì lấy hết đi. Chứ trời ơi, có một kêu cũng KS của tôi nữa. Đây rồi, mày đây đúng không? Mày dám KS kêu của tao là mày xong rồi. Tới công chuyện. Sao mà đỡ được? Làm sao mà đỡ được? Trời đất ơi, bờ gồ laser như vậy mà không top 1 là không được nè. Để tôi quấn máu cái tôi qua tôi dẹp cái thằng bên kia luôn. Nó dẹp tôi trước rồi. Bờ gồ laser thì đôi lúc cũng phải có những cái khoảnh khắc yếu lòng chứ đúng không? Chứ thiệt ra tôi đâu có muốn báo đồng đội đâu. Cái đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Ở bên đây còn 3 thằng mà team tôi còn 4 thằng. Không lẽ thua nó được sao? Bây giờ tôi sẽ chờ đồng đội tôi qua công trước. Chừng nào mà mấy thằng địch nó yếu hết tôi mới chạy qua tôi hỗ trợ. Đây rồi nè, có vẻ như là nó đang bắn nhau yếu xìu yếu sợt hết rồi. Đây chính là lúc tôi nên nhảy vô tôi KS. Đâu rồi, mấy bạn trẻ đâu rồi? Hê xà lô, tôi qua tới đây. Tụi bay đang bắn nhau bên đây đúng không? Lúp lúp ló ló làm gì không biết nữa. Đâu rồi. À đậu xanh chạy đi rồi à. Hello bạn trẻ. Mày ngồi lết làm gì không biết nữa, tao thấy mày rồi. Có một thằng áo cam bên đây nữa nè. Mày tới công chuyện mày rồi. Chạy đi đâu, mày định chạy đi đâu? Sorry anh em, tôi không thể nào đồng hành cùng anh em tới cuối trận được. Mong anh em có thể thông cảm cho tôi. Gánh tem đi nha. Mèn đấy ơi, còn có 2 đứa thôi, bên mình cũng 2 đứa mà sợ gì. Bây giờ nè, anh em chạy lên bắt lẻ một đứa, xong rồi còn một đứa nữa thì anh em để nó bắt lẻ lại. À lộn, anh em bu lại bắn nó là xong. Thôi coi như tôi chưa nói gì nha. À quên, tem mình vẫn còn một con khủng long. Đúng rồi, hãy làm gia tộc khủng long rạng ngời đi. Bây giờ chỉ cần hạ được một thằng cuối nó là win liền. Thấy chưa, nhờ tôi hết đó, nhờ tôi làm huấn luyện viên hết đó. Điều kiểu gì? Không lẽ còn có một đứa thôi mà ngựa anh em không lo được sao? Đúng rồi, hãy cho nó biết thế nào là lễ độ. Mặc dù tôi gục rồi nhưng mà tôi sẽ đứng sau lưng tôi hỗ trợ tinh thần cho. Bây giờ nó lú ra bắn nó một cái bụp là lụm liền. Nhờ tôi mới win đó. Chúng ta cũng đến với chương trình ở cuối mỗi clip. Nhưng mà hôm nay là chương trình trả lời câu đố nhen. Tôi đố anh em chứ trong trận đấu vừa rồi tôi gục bao nhiêu lần. Anh em nào trả lời được thì sẽ được 10 cái nịt nhen. Chứ không có cái gì khác cái nịt đâu à. À mà quên, mấy ông có thắc mắc hay câu hỏi nào muốn hỏi tôi thì cứ để lại comment bên dưới. Nhưng mà đừng có quên nhen. Đừng có quên là xem clip rồi xong subscribe, ấn vô nút này là like. Nhớ là bật cái chuông lên để nhận được thông báo khi mình ra video mới nhất nhen.